trong thành phố mình cũng có, ở các nơi cũng có, tà kiến nổi lên nhiều lắm. Mà người Phật tử mà không nhận thức được thế nào là chánh thì cũng không nhận thức được thế nào là tà. Đó là những điều nhắc nhở tổng quát. Bây giờ để theo cái lời hứa của bữa trước, tôi xin trả lời những câu hỏi. Đây là những câu hỏi bữa trước. Đó là câu hỏi rằng: thưa Thầy, trong ngũ uẩn, khi con người chết, uẩn nào thành cái hồn? Câu hỏi đó có học sâu sắc lắm mới hỏi được cái đó đó nha, chứ không phải thường đâu. Trong ngũ uẩn, khi con người chết, uẩn nào thành cái hồn? Phải cái hồn đấy là một là để vãng sinh cực lạc, hai là thành cái hồn đó để đọa địa ngục, ba là cái uẩn nào thành cái hồn để vãng lai hưởng sự thờ phụng cúng dường của các con cháu Phật tử diệu nghĩa. Câu hỏi như thế. Nếu tôi hỏi lại, nếu đây là một cuộc tọa đàm mà là thảo luận, tôi hỏi các Phật tử, tất cả Phật tử hỏi chung, ai là người biết được sau khi con người chết kia trong đám quấn, quấn nào thành cái hồn? Xin mời đến dễ trả lời, cái này vui lắm đó. Hãy học vậy mới được đó. Họ trả lời vậy đó, câu hỏi đó hay đó, mà phải trả lời kiểu nào đó, giải đáp kiểu nào đó. Trong năm quận, do vậy cho nên là tôi nói cái lớp học của ta đây là nhắc nhở chứ không có là học. Ai chưa biết cái từ ngũ uẩn là gì thì nghe nói, nghe những người nói giống như những người khùng, nói cái gì ta không có hiểu. Do vậy cho nên là khi mà vấn đề đây mà nghe mình đưa ra để đặt ra và trả lời đó, hỏi đáp á, thì cái người đó phải biết ngũ uẩn là gì. Thế thì ngũ uẩn đó ai cũng có tụng kinh, đa số một người có tụng kinh. Quán tự tại Bồ Tát hành thân bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dài không, có nghĩa là một Bồ Tát nào trên mức độ tu tập tư duy quán chiếu thành tựu tốt về bát nhã ba la mật, dựa trên cơ sở giáo lý bát nhã ba la mật mà tư duy và quán chiếu và tu tập mình đạt được yêu cầu rồi đó, thì cái người đó soi rọi nhận thức thấy rõ là năm uẩn đều trống rỗng không có gì. Vậy thì còn giải thích này sao lại thấp? Sắc uẩn chẳng khác không, không chẳng khác sắc uẩn. Sắc uẩn là không, mà không là sắc uẩn. Vậy thì ngũ uẩn và không rất rõ ràng. Thọ uẩn thế nào? Phật dạy này sao lại thấp? Ông cũng mới nói như vậy. Sắc uẩn chẳng khác không, không chẳng khác sắc uẩn. Sắc uẩn là không, mà không là sắc uẩn. Thọ ông cũng nói vậy. Thọ uẩn chẳng khác không, không là hư không, là trống không á, không chẳng khác thọ uẩn. Thọ uẩn là không, mà không tức là thọ uẩn. Như vậy là thọ uẩn cũng không có gì hết. Tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn cũng nói như vậy. Này sao lại bất, thức uẩn chẳng khác không, không chẳng khác thức uẩn. Thức uẩn là không, mà không là thức uẩn. Do vậy mà Phật dạy rằng là hành thân bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dài không. Bất cứ một Bồ Tát nào trên đường tu tập mà thực hành thâm sâu sắc được về cái hệ tư tưởng bát nhã ba la mật, bồi dưỡng được cái trí tuệ bát nhã ba la mật, thì người đó sẽ thấy được ngũ uẩn là không có gì, là trống rỗng giống như hư không vậy. Vậy mà đời nay tất cả mọi người Phật tử đều nói rằng là chết rồi còn có một uẩn. Cái đó là đau biết chừng nào, nó đau cho người đệ tử Phật biết chừng nào.
Cho nên câu hỏi này hay nè. Trong ngũ uẩn khi con người chết, uẩn nào thành cái hộp? Tại sao mà người này nó hỏi vậy? Bởi vì mình nó phải có cái hồn để mà cái hồn nào đó để tụng kinh cầu nguyện giảng sanh, hoặc là cái hồn đó để đọa vào địa ngục. Nếu đọa địa ngục thì cũng phải có cái hồn chứ. Hoặc là để giảng lai thờ cúng lại lục cho con cháu thờ lại. Đưa vào ba cái việc làm đó thì một lần người ta phải xác định rằng là con người chết rồi phải có cái hồn. Có cái hồn để, một là cái hồn giác sanh, hai là cái hồn nếu bị tội lỗi là đọa địa ngục, ba là cái hồn mà để đi tới đi lui, để chịu cho con cháu là thờ lại cúng dường tôn trọng từ chục năm này cho tới đà đã trong đầu mình, trong tâm mình, trong trí mình chứ không cần ở ngoài. Ta gọi là tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Cái tâm của mình mà bị phiền não vô minh dục vọng thì cái cõi đất này là toàn thể của cõi đất này nó gọi là cõi ta bà. Nhưng mà nếu mà cái tâm của mình mà hoàn toàn buông bỏ nhẹ nhàng trong sáng á thì cái cõi đất của mình ở đây nè nó tự nhiên nó thành tịnh độ, nó thành sạch sẽ, nó thành trong sáng, không còn mọi nguyên nhân đau khổ nữa. Cho nên cái cõi đất của mình đây nó quá ra thành ra gọi là cực lạc. Đó là giáo lý mà cô học đó. Từ tánh Di Đà, nghi tâm tịnh độ. Cho nên Phật hiện Di Đà pháp giới tàn thân tùy xuất hiện. Tu theo pháp môn tịnh độ mà kinh điển tôi học là không có đi đâu để gặp, mà gặp ở tại nhà mình, mà gặp ở nơi mình đi đứng nhẹ nhàng ở trước cái sân, cái bồn hoa, hoặc là có khi mà đi nhẹ nhàng lững thững ở dưới bóng cây ở trong cái rừng nào đó, bờ ruộng nào đó cũng đều có thể gặp Phật Di Đà được hết, mà không cần phải đi qua bên dưới mặt trời lặn ở Tây Phương gì hết. Đó. Do vậy mà nó là còn cái hồn mà để tụng kinh mà đẩy đi cực lạc đó là cái đó là theo tu học là tà kiến, là quyến hoặc là quan được. Cho nên tôi biết rằng tôi nhắc là khó, càng nhắc càng mất một đạo mất. Tuy nhiên là có cái số mà một đạo mà có học giống sâu dày á, hoặc là người trí thức á, là thỉnh thoảng có thêm. Còn một đạo mà không chịu tu thiền á, tức là văn mà không có tư, không có tư tức là không có suy nghĩ, mà không có suy nghĩ tức là không có tu thiền, thì mình cái thành phần bổn đạo đó người ta bỏ, tôi lần lần tôi bỏ hết rồi. Còn người nào nghe rồi có suy nghĩ, có suy nghĩ có nghĩa là người đó có tu thiền, có tu thiền có suy nghĩ đúng rồi là người ta mới ứng dụng, mới thực hành cái lời dạy của Phật, gọi là văn như tư, tư như tu, thì thành phần đó mới có thể đi theo tôi mới được. Còn thành phần mà chịu nghĩa là không chịu thiền định, mà cũng chịu tu tập, không cần sửa thân, không cần sửa miệng, không cần sửa những cái gì, cái lỗi lầm của ý, thân miệng ý lỗi lầm không cần sửa, mà chỉ là chờ khi chết đó, là nhờ các thầy với nhờ trong cái ban gọi là cái ban hộ niệm nên tụng rồi đẩy cái hồn đi ra. Cái đó không có tôi trong đó, không bao giờ tôi chấp nhận cái đó. Cho nên cái nhắc nhở này khó nghe, câu hỏi này nè, do vậy mà một là vấn đề là còn cái hồn, là tôi xin trả lời là không có cái hồn. Hai là cái hồn để mà giảng sanh cực lạc, tôi nói cái hồn cũng không có cái hồn mà giảng sanh. Mà ngay bây giờ các vị có thể là ở tại cảnh giới cực lạc, ở trong cái nhà của các vị. Các vị không có bị các điều khổ, mà các vị có hưởng các điều vui, thì mình ở đâu là ở chỗ đó gọi là cực lạc. Bởi vì trong kinh Di Đà mình định nghĩa cực lạc là gì? Là bị một quốc độ chúng sanh vô hữu túc khổ đã thọ chư lạc cố danh cực lạc.
chúng sinh ở nước Cực Lạc đó, họ họ là người thế nào? Họ là cái người mà hoàn toàn không có bị các điều khổ, mà chỉ thọ dụng an lành, hạnh phúc, an vui. Vì vậy cho nên chúng sanh ở chỗ đó gọi là nước Cực Lạc. Vậy thì nếu mà mình ở chỗ này mà cái tâm hồn mình trong sáng, mình thanh tịnh, mình nhẹ nhàng, mình không tham, không sân, không si, không tà kiến, không mà quý quan quan được, thì tâm hồn mình nó tâm sát an lành, tâm tịnh vậy đó, đó là Cực Lạc ở tại đây. Bởi vì cảnh giới Cực Lạc nó không có một vùng, mà nó là pháp giới tàn thân, nó hết thải cả không gian và thời gian, chỗ nào cũng là cảnh giới Cực Lạc hết. Do mình có dục vọng thì nó thành có ta bà, thì mình việc tan hết cái dục vọng, cái tham sân si, cái ác kiến, thì toàn thể nghĩa là không gian thời gian đều là Cực Lạc hết. Học phần vậy thì tôi mới chịu. Còn mà tụng để đưa cái hồn đi đó, cái đó không phải đạo Phật, cái đó khó nghe đó. Thế thì là để giác sanh Cực Lạc không có, để đọa địa ngục không có. Địa ngục là cái gì? Ở đâu? Tôi đố mấy cái ông mà đưa người ta đi Tây Phương đó, chỉ không có cảnh Tây Phương Cực Lạc ở đâu. Và nếu mà ta không đưa vong linh, không đưa ông bà của người ta vô cho mấy ông để tụng đó, rồi người ta đọa Cực Lạc, chỉ Cực Lạc cho tôi qua ở đâu? Mấy ông có nói được không? Không nói được.